Chào các em, chúng ta lại gặp nhau trong phần hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp. Đến với video này, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Như thường lệ, trước khi tìm hiểu bất kỳ một tác phẩm nào, các em cần tìm hiểu những thông tin về tác giả. Nhà văn Nam Cao có tiểu sử, sự nghiệp sáng tác và thành tựu như thế nào? Tuy nhiên, ở phần tìm hiểu về nhà văn này, các em cần biết đây chính là một nhà văn hiện thực xuất sắc với những truyện ngắn, truyện dài chân thật, viết về người nông dân nghèo. Chi tiết đắt giá này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về con người của nhà văn Nam Cao, cũng như hướng cái ngòi bút của mình đến cái tác phẩm hiện thực ra làm sao. Phần thứ hai là về phần tác phẩm, các em cần tìm hiểu dựa vào phần ghi chú đó là thể loại và xuất xứ của tác phẩm. Sau khi đã đọc văn bản ít nhất là 3 lần, các em tiến hành tóm tắt văn bản Lão Hạc, tập trung vào 3 sự việc chính như sau. Lão Hạc là người rất là cô đơn, vợ mất, con lão bỏ đi đồng điền cao su. Lão nuôi và rất yêu quý con vàng, đó là kỷ niệm của người con trai để lại cho lão. Trong hoàn cảnh đói kém, Lão Hạc bị ốm, phải tiêu vào tiền dành dụm cho con. Chính vì vậy, lão quyết định bán con vàng, người tri kỷ duy nhất của lão lúc bấy giờ. Sau đó, Lão Hạc nhờ ông giáo trong hộ vườn giữ tiền ma chay cho mình. Và cuối cùng, Lão Hạc đã tự chọn cho mình một cái kết, tự tử bằng bả chó. Các em có thể tóm tắt theo cách của riêng mình, nhưng ba sự việc chính, ba sự việc cơ bản này chúng ta không thể bỏ qua. Bố cục của bài văn, đây là một tác phẩm có đầy đủ bố cục 3 phần. Các em hướng vào 3 phần cô gợi ý như thế này. Đó chính là sự dây dứt dằn vặt của Lão Hạc sau khi bán con vàng. Phần thứ hai là cái chết của Lão Hạc. Phần thứ ba, Lão Hạc gửi gắm tiền bạc, mảnh vườn cho ông giáo, nhờ ông trông nom nhà cửa. Đi vào phần tìm hiểu tác phẩm, các em cần tập trung tìm hiểu vào tâm trạng của Lão Hạc sau khi bán con chó. Để tìm hiểu được tâm trạng của nhân vật, các em cần chú ý ở cái thời điểm trước và sau khi bán chó thì các em mới hiểu được cái sự thay đổi, cũng như là thấy được chiều sâu tâm trạng của Lão Hạc khi mà đã bán con chó vàng yêu quý của mình. Cái sự tương phản ở đây sẽ tập trung vào những cái hành động cử chỉ cũng như là cái cách xưng hô của Lão Hạc khi mà có cậu vàng bầu bạn, là cái cách gọi như thế nào, cách đối xử ra làm sao. Tâm trạng của Lão Hạc sẽ thể hiện thật rõ hơn khi mà mình trót lừa bán cậu vàng rồi. Các em phải tìm chi tiết và trả lời câu hỏi là khi kể chuyện bán chó với ông giáo thì Lão Hạc đã hiện lên qua những chi tiết miêu tả rất sống động của nhà văn Nam Cao. Các em hãy tìm hiểu thật kỹ để mình có thể cảm nhận. Thứ hai, tức là khi Lão Hạc tưởng tượng cậu vàng trách lão thì cái sự đau đớn đó thể hiện qua gương mặt, qua đôi mắt và qua tâm trạng của Lão Hạc ra làm sao. Các em hãy tìm hiểu thật kỹ những chi tiết trong sách giáo khoa liên quan đến các sự việc mà cô vừa liệt kê ra đây thì các em sẽ hiểu được tâm trạng của Lão Hạc. Qua đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần thứ hai, đó chính là nguyên nhân cái chết của Lão Hạc và ý nghĩa của cái chết ấy được thể hiện như thế nào. Cô gợi ý như sau. Thứ nhất là tình cảnh. Các em cần trả lời câu hỏi là trong cái hoàn cảnh cô đơn một mình, đói kém như vậy thì tình cảnh của Lão Hạc lúc này ra làm sao. Phần gợi ý thứ hai cho câu hỏi này, các em hãy liên tưởng đến người con trai. Người con trai vì bất đắc chí bỏ nhà đi đồn điền để làm, nhưng mà chắc chắn sau này người con trai sẽ về. Lão Hạc vốn dĩ rất là thương con của mình, như vậy thì Lão Hạc sẽ làm gì để lại cho con trai? Đây là nguyên nhân cái chết. Đây là nguyên nhân thứ hai. Thứ ba cô gợi ý cho các em đó là cái
hình ảnh cậu vàng, con chó cưng của lão, và lão xem như người bạn tri kỷ. Giờ đây cậu vàng không còn nữa. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống thường ngày của lão hạt? Đây là ba cái chi tiết này sẽ giúp các em tìm ra nguyên nhân cái chết của lão hạt, và hãy tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của cái chết ấy. Như vậy thì cái tình cảnh, hay là đứa con trai, hay là cậu vàng, hay là chính cái xã hội đương thời đã đẩy lão hạt đến cái chết? Các em hãy suy nghĩ và tìm ra lời giải đáp cho mình nhé. Một nhân vật đi xuyên suốt tác phẩm cũng là người bạn tri kỷ mà lão hạt nhận nhiều sự giúp đỡ, lão hạt chia sẻ và lão tin tưởng nhiều nhất, đó chính là nhân vật ông giáo. Như vậy thì các em hãy tìm hiểu thái độ và tình cảm của nhân vật tôi đối với lão hạt qua bốn câu hỏi sau đây. Thứ nhất, khi nghe lão hạt bảo sẽ bán chó thì ông giáo như thế nào? Thứ hai, khi thấy lão khóc vì bán con vàng thì suy nghĩ của ông giáo có thay đổi hay không? Các em hãy tìm hiểu chi tiết nhé. Câu hỏi thứ ba là khi nghe Binh Tư kể chuyện lão xin bả chó, ông giáo đã liên tưởng đến điều gì? Điều này tác động rất lớn đến thái độ và tình cảm của nhân vật tôi, cũng là nhân vật tôi đã hiểu lầm lão hạt. Các em tìm hiểu nha. Câu hỏi thứ tư là khi biết nguyên nhân cái chết của lão hạt thì thái độ và tình cảm của nhân vật tôi là thể hiện rõ nét nhất, và đây cũng chính là sự cảm thông của mọi người dành cho lão hạt, hay nói đúng hơn cái giá trị nhân đạo sẽ tập trung qua thái độ và tình cảm của nhân vật tôi. Hy vọng là qua bốn câu hỏi này, các em sẽ tìm thật kỹ trong các chi tiết trong sách giáo khoa, trong truyện lão hạt, để tìm hiểu và tự mình suy ngẫm nha. Phần tiếp theo đó chính là cái giá trị của văn bản sẽ tập trung vào những lời nói của ông giáo. Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Cô thông tin thêm ông giáo thể hiện cái suy nghĩ này vào lúc nghe tin lão hạt xin bả chó của Binh Tư. Cái suy nghĩ thứ hai chính là không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Cô gợi ý thêm là ở câu hỏi này là ông giáo đã biết được lão hạt tự tử bằng bả chó, thì rõ ràng suy nghĩ của ông giáo đã khác đi. Các em hãy tự khái quát qua phần gợi ý của cô để trả lời câu hỏi là tại sao ông giáo lại có những suy nghĩ trái ngược như thế. Em hiểu những ý nghĩ đó của ông giáo như thế nào? Hãy tự mình suy ngẫm và cảm nhận nhé. Phần hướng dẫn của cô về tác phẩm Lão Hạt của nhà văn Nam Cao đến đây là hết. Chúc các em tìm hiểu bước đầu và có những cảm nhận thật hay, thật thú vị về tác phẩm Lão Hạt của nhà văn Nam Cao, để chúng ta có một tiết học thật tốt, thật tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.